đang nó ăn con đầu buổi gì đâu nó ăn rơi cầm mấy cái đầu là mà ăn rơi địt mẹ ăn rơi quận tròn đi. Chào toàn thể các bác thợ đánh chim đêm nhé. Buổi sáng thì ba anh em đang đi giữa chim này các bác. Hôm nay ở miền Bắc thì con vẽ nó không có đi anh em ạ. Được hai con, hai con vẽ đàn anh em. Đấy, còn trong cái thời điểm này anh em nào mà cần chuẩn bị mua lưới đánh ấy, thì liên hệ nhé. Cái lưới đánh đây là em đang quay cho các bác là lưới đánh tổng hợp các loại rẽ các bác. Đâu xem hàng nào. Hàng này to đấy. Cái này đóng thêm hai quả trứng nữa thì ok nhỉ. Mai mua rồi. Làm bữa ếch xào lá lốt ngon đấy nhỉ. Mạnh những cả ếch anh ạ. Dối thế nhỉ. Đang nó ăn con đầu buổi gì đâu nó ăn rơi cầm mấy cái đầu già mà ăn rơi địt mẹ ăn rơi quận tròn đi được cả rơi cả ếch nó ăn rơi ếch mắc lưới đâu người dân người ta đi làm rồi cả tiếng lên đầu tiếng bên đấy đang lẹp xẹt nữa hết điện hết điện hết điện điện địt mẹ mười đang vào bọn anh ấy thôi bình tay báu lạc đấy, còn lưới sử dụng là cái lưới mắt 8 phân sợi cước 15 anh ạ. Hôm nay đánh thì không được chim nhưng mà rơi được nhiều lắm anh ạ. Hả? Cái gì đấy? Đây kiểu to thế nhỉ anh em. Cái này không nọ thoi nằm đây này. Đã ngồi một chỗ đây. Về sẵn này. Bắn ra thì gỡ nhưng còn đấu ra. Bà này đánh tổng cộng nó rơi vào 250m anh ạ. Đấy còn như vụ năm ngoái bà này đánh rơi vào 700m. Chạy hết thẳng đường bờ trục này. Đấy, nhưng mà cái chủ yếu của nó chỉ có cái bờ to của bờ ao này. Để mấy cái ruộng này thôi, ở đường. Rơi lọt đầu dính nhiều rơi anh ạ. Hôm nay phải được mười mấy con rơi. Nhìn xa xa tưởng chim. Đấy còn là quăng túi hoặc là nhôi cọc khi anh em mua lưới bên cơ sở ấy, thì bên cơ sở nhà em hoàn thiện hết rồi. Đó, anh em mua về chỉ việc đánh thôi. Còn bộ loa đài đánh rẽ này thì nó rẻ thôi, nó mấy trăm nghìn đồng cho một bộ cả âm ly cả loa anh em. Còn lưới năm nay nó cũng rẻ hơn rất là nhiều. Thì để chuẩn bị cái công tác đón con rẽ di cư ở trong cái thời điểm cuối tháng 6 âm và đầu tháng 7 âm của năm 2024 thì các bác có thể đặt hàng. Đấy, còn đầu vụ thì vẫn triển khai đánh cái tiếng rẽ cũ năm ngoái ăn ấy, thì năm tiếp tới mà xem nó cái thời điểm con rẽ nó chịu tiếng nào thì sẽ hỗ trợ cho anh em những cái bản tiếng chuẩn. Bản đánh con thời tiết nó vẫn đang oi kiểu như thế này thì con chim nó khó dịch đồng lắm anh ạ. Thời tiết nó phải riêng con chim này thời tiết nó phải mát mát nhé. Ok nhé, các bác xem được video thì cập nhật tình hình chim ở khu vực các bác thế nào nhé.